Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 tóm tắt trang 98 đến trang 100, ôn tập và tự đánh giá cuối học kỳ 2 phần 2. Tự đánh giá cuối học kỳ 2, một la mã đọc hiểu. A. Đọc câu chuyện sau và chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 6. Lừa đội lốt sư tử. Một hôm lừa lấy được bộ lông sư tử do thợ săn quẳng ra ngoài để phơi. Nó khoác vào và tiến về làng. Khi nó đến gần thì tất cả, cũng như người cũng như thú đều bỏ chạy. Và trong ngày hôm ấy, nó là một chú lừa đầy kiêu hãnh. Trong lúc sung sướng, nó cao giọng hí lên một tiếng, tức thì mọi người nhận ra nó. Và người chủ chạy ra nện cho một trận nên thân vì cái tội làm cho mọi người hoảng loạn. Ngay sau đó, cáo chạy lại bảo với nó rằng: "A, ta nhận ra nhà ngươi, cái mã bề ngoài có thể che mắt được người đời, còn lời nói sẽ bộc lộ kẻ ngốc." Trích tuyển tập Ngụ ngôn Ê-dốp, nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội năm 2000. Số 1 nhỏ, phương án nào nêu đúng đặc điểm thể loại của văn bản lừa đội lốt sư tử? A là loại truyện các nhà văn viết cho thiếu nhi nhiều nước trên thế giới. B là loại truyện lấy loài vật để nói lên bài học đối với con người. C là loại truyện ngắn hiện đại được viết nhằm tạo ra tiếng cười cho bạn đọc. D là loại truyện dịch do các nhà văn nước ngoài viết về động vật. Như vậy, phương án nêu đúng đặc điểm thể loại của văn bản lừa đội lốt sư tử đó là loại truyện lấy loài vật để nói lên bài học đối với con người. Như vậy, câu 1 các em khoanh tròn. B. Hai câu chuyện trên được kể theo ngôi kể nào? A. Ngôi thứ 3, B. Ngôi thứ nhất, C. Ngôi thứ nhất số nhiều, D. Ngôi thứ hai. Như vậy câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ 3. Như vậy các em chọn A. 3. Câu 3. Câu nào sau đây gợi ra bài học cho con người? A. Một hôm lừa lấy được bộ lông sư tử do thợ săn quẳng ra ngoài để phơi. B. Khi nó đến gần thì tất cả người cũng như thú đều bỏ chạy. C. Cái mã bề ngoài có thể che mắt được người đời, còn lời nói sẽ bộc lộ kẻ ngốc. D. Ngay sau đó, cáo chạy lại bảo với nó rằng: "A, ta nhận ra nhà ngươi." Như vậy, câu gợi ra bài học cho con người đó là C. Cái mã bề ngoài có thể che mắt được người đời, còn lời nói sẽ bộc lộ kẻ ngốc. Câu 4, câu nào sau đây chứa từ Hán Việt? A. Trong ngày hôm ấy, nó là một chú lừa đầy kiêu hãnh. B. Khi nó đến gần thì tất cả người cũng như thú đều bỏ chạy. C. Nó khoác vào và tiến về làng. A. D. A. Ta nhận ra nhà ngươi. Như vậy, câu có chứa từ Hán Việt đó là câu A, chứa từ kiêu hãnh. Tiếp theo câu 5, câu nào nêu đúng nội dung của văn bản lừa đội lốt sư tử? A. Nhân vật tôi kể về chuyện con lừa đội lốt sư tử. B. Ai đó kể chuyện về con lừa đội lốt sư tử. C. Con lừa kể về chuyện mình đã mượn lốt sư tử. D. Con cáo kể chuyện về con lừa đội lốt sư tử. Như vậy, câu nêu đúng nội dung của văn bản lừa đội lốt sư tử đó là B. Ai đó kể chuyện về một con lừa đội lốt sư tử. Câu 6, phương án nào nêu đúng ý nghĩa bài học rút ra được từ câu chuyện trên? A. Cáo luôn luôn là con vật tinh khôn cần cảnh giác với nó. B. Nên làm bạn thân với mọi người để tránh tai họa. C. Cần tránh xa những con vật hung dữ như sư tử. D. Mượn danh tiếng của người khác để chuốc vạ vào thân.
Như vậy, phương án nêu đúng, ý nghĩa, bài học rút ra được từ câu chuyện đó là mượn danh tiếng của người khác sẽ chút vạ vào thân. Như vậy câu 6 các em chọn D. Tiếp theo B nhỏ, đọc đoạn trước sau và chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 7 đến câu 9. Tôi muốn bắt đầu từ việc các bạn cần có trách nhiệm với chính bản thân mình. Mỗi người trong các bạn đều giỏi một việc gì đó, mỗi người trong các bạn đều có một cái gì đó để giới thiệu với xã hội. Và trách nhiệm của các bạn đối với bản thân là phát hiện ra cái đó. Đấy chính là cơ hội mà nền giáo dục có thể cung cấp cho các bạn. Các bạn có thể là một tác giả có tài, thậm chí có tài đến mức có thể viết được sách hay báo, nhưng có thể các bạn không biết điều đó cho đến khi các bạn viết bài luận cho môn tiếng Anh. Các bạn có thể là một nhà cải cách hay phát minh có tài, thậm chí có tài đến mức có thể khám phá ra một loại iPhone mới hay là thuốc chữa bệnh hoặc là thuốc kháng sinh mới. Nhưng trước khi làm dự án cho môn khoa học, có thể các bạn không biết điều đó. Các bạn có thể trở thành thị trưởng hoặc là thượng nghị sĩ, nhưng trước khi tham gia ban lãnh đạo, hội học sinh hay nhóm thảo luận, có thể các bạn không biết điều đó. Dù bạn muốn làm gì với cuộc đời mình thì tôi cũng cam đoan rằng bạn phải học rồi mới làm được. Bạn muốn trở thành bác sĩ, giáo viên hay là sĩ quan cảnh sát, bạn muốn trở thành hộ lý hay là kiến trúc sư, luật sư hay là quân nhân. Dù nghề nghiệp nào thì bạn cũng sẽ cần một nền học vấn tốt. Bạn không thể bỏ học giữa chừng rồi nhảy ngay vào một công việc tốt được. Bạn phải làm việc, phải rèn luyện và phải học thì mới có công việc tốt được. Và đấy không chỉ là điều quan trọng đối với cuộc đời của các bạn, đối với tương lai của các bạn, kết quả học tập của các bạn quyết định chính tương lai của đất nước này. Trích bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama với các học sinh trường ở Garfield, Arlington, bang Virginia, năm học 2009-2010, Phạm Nguyên tập trường dịch, vanchuongviet.org. Câu số 7, phương án nào nêu đúng căn cứ chủ yếu để xác định đoạn trích trên là văn bản nghị luận? A. Nêu lý lẽ nhằm thuyết phục học sinh cần có trách nhiệm với chính mình. B. Nêu lên các ví dụ về sự đam mê học tập, có chí tiến thủ làm những việc lớn. C. Nêu lên tầm quan trọng của việc xác định nghề nghiệp trong tương lai. D. Nêu lên ý nghĩa của các phương pháp học tập giúp học sinh học giỏi hơn. Như vậy, phương án nêu đúng căn cứ chủ yếu để xác định đoạn trích trên là văn bản nghị luận đó là nêu lý lẽ nhằm thuyết phục học sinh cần có trách nhiệm với chính mình. Như vậy, câu 7 chọn A. Câu 8. Trong các câu sau, câu nào nêu lý lẽ? A. Các bạn có thể là một tác giả có tài, thậm chí tài đến mức có thể viết được sách hay báo. B. Dù bạn muốn làm gì với cuộc đời mình thì cũng cam đoan, thì tôi cũng cam đoan rằng bạn phải học rồi mới làm được. C. Các bạn có thể là một nhà cải cách hay là phát minh có tài, thậm chí tài đến mức có thể khám phá ra một loại iPhone mới. D. Các bạn có thể trở thành thị trưởng hoặc là thượng nghị sĩ. Như vậy, trong các câu thì câu nêu lý lẽ đó là câu B. Dù bạn có muốn làm gì với cuộc đời mình thì tôi cũng cam đoan rằng bạn phải học rồi mới làm được. Câu 9, câu nào thể hiện rõ lời khuyên của Tổng thống Obama đối với học sinh? A. Mỗi người trong các bạn đều giỏi một việc gì đó. B. Đấy chính là cơ hội mà nền giáo dục có thể cung cấp cho các bạn. C. Bạn phải làm việc, phải rèn luyện và phải học thì mới có công việc tốt được. Vậy các bạn có thể trở thành thị trưởng hoặc là nghị sĩ. Như vậy, câu thể hiện rõ lời khuyên của Tổng thống Obama đối với học sinh đó là bạn phải làm việc, phải rèn luyện và phải học thì mới có công việc tốt được. Như vậy, câu 9 chọn C. Câu 10. Tại sao có thể nói kết quả học tập của các bạn quyết định chính tương lai của đất nước này? Viết vào vở câu trả lời ngắn gọn của em. Thì câu nói kết quả học tập của các bạn
quyết định chính tương lai của đất nước này, thì có thể hiểu là sự giỏi giang của các bạn sẽ quyết định đất nước này sẽ phát triển hoặc là không phát triển. Nó tùy thuộc vào các bạn, những thế hệ tương lai của đất nước. Con người luôn được coi là yếu tố phát triển bền vững của một đất nước, và để tạo ra những người như vậy thì ta cần một nền giáo dục tốt và những con người có trách nhiệm. Đất nước trong tương lai sẽ trở thành sân chơi cho những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy họ có kết quả tốt, tức là tương lai đang chờ đón đất nước đó. Tiếp theo, hai La Mã viết chọn một trong hai đề sau để viết thành bài văn ngắn. Đề 1 đó là em hãy nêu suy nghĩ, cảm xúc và lý do yêu thích của bản thân đối với một bài thơ đã học ở sách ngữ văn 7 tập 2. Như vậy chúng ta sẽ viết một bài văn nêu lên cái suy nghĩ, cảm xúc và cái lý do mà chúng ta yêu thích một cái bài thơ đã học ở sách ngữ văn 7 tập 2 này. Ví dụ bài văn tham khảo. Từ xa xưa, con người luôn mang trong mình bao hoài bão lớn lao, đặc biệt là công cuộc chinh phục tự nhiên đầy bí ẩn. Nhưng không phải ai cũng có thể làm điều đó. Điều này ta thấy rõ qua nhân vật người cha trong bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông. Bài thơ là hình ảnh hai cha con đang đi trên cát, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ với biển cả mênh mông trước mặt. Hai cha con bước đi trên cát, ánh mặt trời rực rỡ biển xanh, bóng cha dài lên khênh, bóng con tròn chắc nịch. Hình ảnh đó gợi lên sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên hùng vĩ. Tình cảm cha con đã tô điểm trên cái nền đất trời biển cả bao la của vũ trụ rộng lớn. Nó làm nổi bật lên sự nhỏ bé của con người. Đại dương dưới nắng chói chang trở nên huyền diệu, càng đẹp càng trong, cát cũng trở nên mịn màng. Đó là vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, của biển cả. Để rồi nó mở ra cho con người những cái suy nghĩ về sự tò mò, với những mong muốn được đến đó khám phá và cảm nhận. Trước sự háo hức của người con thì người cha như muốn đưa con trai mình đi khám phá những vùng đất xa xa của đất nước mình kia. Rồi hai cha con lại đi trên cát mịn với ánh nắng rực rỡ. Con bảo cha như nói về mong muốn khám phá của mình. Cha anh mượn cho con buồm trắng nhé để con đi. Thì đến đây như thể hiện một sự quyết tâm, một ước muốn táo bạo của mình, người con đã nói với cha rằng cậu muốn đến những nơi xa xa kia, ngắm nhìn thế giới, khám phá những vùng đất đó. Bài thơ đã thể hiện những cái ước muốn táo bạo của người cha qua hình ảnh hai cha con, đặc biệt qua ước muốn của người con. Muốn được đi xa, được khám phá đại dương bao la, đi về phía chân trời nhằm chinh phục tự nhiên, đó cũng chính là vẻ đẹp trong khát vọng muốn được chinh phục và khám phá thế giới tự nhiên đầy bí ẩn của con người. Tiếp theo đề 2, có ý kiến cho rằng ăn mặc, sinh hoạt hàng ngày giản dị là biểu hiện của lối sống lạc hậu quê mùa. Em có tán thành cái suy nghĩ này không? Hãy nêu ý kiến của mình và đưa ra các lý lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến ấy. Ví dụ bài viết tham khảo. Giản dị luôn là một cái lối sống tốt đẹp, thể hiện cái lối sống thanh cao của con người. Thế nhưng có nhiều người dường như vẫn chưa hiểu rõ nó. Họ cho rằng ăn mặc, sinh hoạt hàng ngày giản dị là biểu hiện của lối sống lạc hậu quê mùa. Ý kiến đó là không đúng. Lối sống giản dị là một cái lối sống đơn giản, tự nhiên, không cầu kỳ, kiểu cách không xa hoa, phô trương thanh thế. Nhưng ta tránh hiểu nhầm đó là lối sống quá cổ hủ, bởi sự giản dị cần đi đôi với hoàn cảnh. Không ai có quyền được phán xét người khác trên bất kỳ phương diện nào. Cô ấy, anh ấy không thích ăn mặc đẹp, mặc cầu kỳ khi đi dự tiệc, nên họ ăn mặc một cách trang trọng, kín đáo. Nó thể hiện tính cách con người họ, không dễ bị thay đổi vì hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mọi người lại bảo họ là lạc hậu, cổ hủ, mặc dù họ mặc không có gì quá cổ hay là xúc phạm người nhìn. Điều đó là không đúng. Lối sống giản dị luôn đem đến nhiều lợi ích cho chúng ta. Trước hết, nó giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập với cuộc sống của mọi người. Lối sống giản dị thể hiện ở một sự không phân biệt đẳng cấp, tầng lớp giữa người với người,
giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập với họ hơn? Hay sống giản dị sẽ giúp tâm hồn ta thanh thản hơn, bỏ đi những cái suy nghĩ về hôm nay mặc gì, ăn gì và làm gì? Hãy thư thái tận hưởng bầu không khí và làm những cái điều mình thích, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta cần phải phân biệt được đâu mới là lối sống cổ hủ và đâu mới là lối sống giản dị. Lối sống giản dị tức là phải phù hợp với hoàn cảnh, chúng ta cần rèn luyện cho mình một cái lối sống như vậy. Tránh nhầm lẫn giữa hai khái niệm này mà đưa ra đánh giá sai lệch về người khác.